Mua hay thế ạ? Mua cái gì? Cái đấy này. Cái đấy nói đi. Sao lại 20.000 một cân gì cơ? Thôi mà mua đi, lại còn nắm chuyện nữa. Nắm chuyện đi thôi. Sao là cho từ đời rồi lấy cho. Nhưng mà bao nhiêu tiền cân? 20.000 cân nồn. Cân nồn. Chị nói là em mới mua. Cô nói đây. Nói gì đấy, nó bảo cái gì nhỉ? 20.000 cân nồn. Cho ta ném một mực quả. Có cho ném không? Có, cái nồn phụng ấy. Nhưng mà lột dụng, nhưng mà mình bán cả nhiều này làm sao mà ăn hết được. Ơ thì mua ai chẳng thích mua một. Cho mua nồn này. Một gì? Một nồn cứ hại nhiều cơ. Mua đi. Ờ thì mua, nhưng mà túi nào ngon? Thích lấy nồn nào thì nồn. Luôn này còn nắm chuyện nữa. Tuấn cho đi Tuấn. Không phải cho đâu. Mấy người cái nồn này thôi. Lấy mình lấy 2.000 một cân rẻ rồi. Bao nhiêu cân? 20.000 một cân nồn. Nhưng mà cả mấy hôm nay nồn đắt rồi. Đâu mà lấy mày thì một cân nó. Chẳng biết cái gì. Bớt đi. Trên chợ có 15.000 cân rồi. Hỏi mọi người đi. Hỏi mọi người đi. Ở thế thôi rồi, lấy 2 túi. Thế là bao nhiêu tiền? Tổng là bao nhiêu tiền? Từ từ phải cân nồn lên thì tính ra tiền chứ. Chửa cân mà đại tính. Nói cân lồn thì không mua. Ai bảo mày nói vậy? Sao chị lại nói thế? À mà mẹ nói mấy cân lồn thì không mua. Nói lại đi. Mẹ đi ra, mẹ nói toàn giọng mẹ rồi. Chẳng biết cái gì thì thôi. Chẳng biết cái gì thôi. Chẳng biết cái gì rồi. Nói lại. Rồi. Cân bao nào tiền, không bao cân ạ? Bao nhiêu cân? 2 cân bậy. 2 cân bậy. 2 cân gì đấy? Cho lồn vào tủ lạnh ăn ngon lắm. Vì nó hết mùa rồi, cho lồn vào. Chưa đến mùa để phơi ra. 2 cân 6 2 7 7 2 6 là bao nhiêu hả? 33 27 cộng 22 cân này á. 2 cân 7 cộng 2 cân 6 là bao nhiêu? Ôi giời ơi, dễ rồi. Thế là bao nhiêu cân? À là 53. Ông này không biết 33. 53 cái gì? Đây, hai lồn đây. Nói tử tế thì mua, nhiều, không thôi. Mua thôi rồi. Hết mua rồi thì cho lần vào tủ lạnh mà ăn dần còn thế nào nữa. Tiêu nào được. Cô về có cắt nhỏ cái nồn này ra thôi mà. Cô cắt ra thôi, cô cho vào tủ lạnh này. Cắt gì? Cắt nồn, à cắt như này. Cắt ra cái này. Mua một túi này, không mua nhiều.